Sau đây sẽ là video hướng dẫn làm một chú ếch dễ thương từ bàn tay của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Để làm một chú ếch dễ thương từ bàn tay như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu đen, giấy thủ công màu trắng, màu đỏ và giấy thủ công màu xanh lá cây như thế này. Compa, bút chì, bút mực, kéo và một vật dụng không thể thiếu, đó là chiếc súng bắn keo nến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên, mình sẽ dùng cái giấy màu xanh lá cây này. Mình tạo hình phần thân và đầu của chú ếch. Ở trên đây thì các bạn đặt cái bàn tay của mình lên trên cái mảnh giấy này. Mình mở rộng các cái ngón tay ra như thế này nhé. Sau đó các bạn dùng bút chì, mình vẽ viền theo cái hình bàn tay của mình. Tùy theo cái kích thước của cái hình bàn tay mà các bạn in thì các bạn sẽ có cái hình chú ếch với cái kích thước tương tự. Sau khi vẽ xong thì mình cắt cái hình bàn tay này ra nhé. Mình sẽ cắt theo cái nét vẽ của mình như thế này. Mình cắt từng cái hình ngón tay ra khỏi cái mảnh giấy của mình. Sau khi vẽ và dùng kéo để cắt thì mình có một cái hình bàn tay màu xanh lá như thế này. Mình sẽ tạo hình thêm một số các cái chi tiết gắn lên trên cái hình bàn tay này để tạo thành một chú ếch thật là ngộ nghĩnh. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đôi mắt cho chú ếch của mình. Các bạn dùng giấy thủ công màu trắng gấp đôi mảnh giấy lại. Ở phía trên đây thì mình dùng bút chì, mình vẽ một cái hình tròn.
Dùng kéo để cắt cái hình tròn này ra. Tiếp theo các bạn dùng giấy thủ công màu đen, mình cũng gấp đôi cái mảnh giấy của mình lại, sau đó dùng bút chì mình vẽ cái hình tròn có kích thước nhỏ hơn cái hình tròn màu trắng. Sau đó các bạn cũng dùng kéo để cắt cái hình. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn làm một chú ếch dễ thương từ bàn tay của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Mở ra nhé. Bây giờ mình sẽ gắn hai cái hình con ngươi màu đen lên trên cái hình mắt màu trắng này. Tiếp theo mình gắn đôi mắt lên trên cái hình thân màu xanh lá của chú ếch. Sau khi gắn xong cái đôi mắt này thì các bạn dùng cái bút mực màu đen mình vẽ cái miệng cười phía dưới cho chú ếch của mình nhé. Bên dưới cái hình miệng cười mà mình vừa tạo này thì các bạn dùng giấy thủ công màu đỏ mình làm một cái lưỡi dài thật là dễ thương nhé. Các bạn dùng bút chì mình vẽ tạo hình cái lưỡi dài trên cái mảnh giấy màu đỏ này. Tiếp tục mình dùng kéo để cắt cái hình này ra. Sau khi vẽ và dùng kéo để cắt thì mình có một cái hình lưỡi màu đỏ rất là dài như thế này. Bây giờ mình sẽ cuộn cái lưỡi này lại. Các bạn dùng tay cuộn tròn từ phần phía dưới của cái lưỡi hướng lên phía trên này nha. Tiếp theo, mình dùng súng bắn keo mình gắn cái lưỡi vào phía dưới cái miệng của chú ếch.
Để chú ếch của mình nhìn dễ thương hơn, thì bây giờ mình sẽ dùng kết hợp thêm với một chút giấy thủ công màu hồng. Mình tạo cái má hồng ở hai bên má cho chú ếch của mình nha. Mình sẽ dùng một chút cái giấy thủ công màu hồng. Ở trên đây thì mình vẽ cái hình tròn nhỏ. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Các bạn gắn hai cái hình tròn màu hồng vào hai bên má của chú ếch nha. Mình vẽ thêm cái mũi nhỏ phía đằng trước này. Sau khi hoàn thiện thì mình có một cái hình chú ếch được mình tạo hình từ cái bàn tay rất là ngộ nghĩnh như thế này. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để sáng tạo những cái đồ chơi với đa dạng các cái kiểu dáng khác nhau nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.